Vinh Ly xin chính chào tất cả các bạn. Buổi hôm nay đó thì mình sẽ dắt các bạn đi coi lễ Noel. Dạo này mình làm y tá đó thì rất là bận. Sao mày quay thật thức tiếp được ta? Nhưng mà mình cũng dành ít thời gian ra đi dạo mấy cái chỗ đèn Noel nha các bạn. Thì bây giờ mình đi tới cái chỗ gần nhà mình nhất là ở Brooklyn, khu Dyker Heights. Khu này là một khu nhà cũng chung lưu. Thường ở Brooklyn đó thì ở New York City đó là nhà nó san sát nhau không à. Nhưng mà ở khu này đó thì nó thuộc lại nhà giường, nhà có sân giống như ở những cái thành phố khác. Thì nhà ở đây giá nó dao động nó từ khoảng chừng 3 tới 5 triệu nha mấy bạn. Nhà nó bự cổ kính, rồi tùy theo sửa sang ở trong ngoài sau nữa thành ra nó khác nhau. Mẹ mình muốn vô trong ngồi chụp hình nhưng mà sợ người ta đuổi thành ra không có vô trong ngồi. Rồi đó là cái khu nhà này đó, nó có một số nhà chính. Mấy cái căn nhà này là họ lúc nào cũng trưng rất là nhiều. Cái đặc trưng của họ là trưng rất là nhiều trang trí rất nhiều, trang trí đầy luôn á. Rồi lấy thịt đè người mấy bạn. Đó là cái đặc trưng của nó. Còn một số nhà khác thì mỗi năm người ta mỗi đổi kiểu khác nhau chút xíu. Thì mình đi sớm á, là tháng 12 mình đi sớm á, thì có thể mình thấy người ta trang trí là người ta sẽ mướn một số dịch vụ lại trang trí. Có một số nhà thì người ta cũng có chịu khó là dành thời gian trang trí cho nó vui. Chắc cái đó là cũng giống như là niềm vui sum họp gia đình, giải trí của người ta trang trí nhà cửa Tết đó các bạn. Này là người tuyết. Đèn Noel bên này cũng có kèm theo chuyển động giống như là mấy đèn kéo quân truyền thống của mình đó các bạn. Có chuyển động rồi cho nó đẹp, có khi có nhạc. Đây thì theo dàn quạt cảnh. Nhưng mà sau khi mà mình nhìn kỹ lại thì mình phát hiện ra là đó là không có thấy Chúa Giêsu ở đâu. Thì mình nghĩ là chắc mình đi chưa tới ngày 24-25 nữa các bạn. Thành ra là Chúa chưa ra đời. Bây giờ mình đi tới khu cái căn nhà này là người ta rao bán là 5 triệu mấy bạn. Nhà này 5 triệu bạn. Trang trí sẵn quảng cáo bán luôn. Nhà này đang treo bảng bán mấy bạn, 5 triệu. Hí hí hí. Chạy nước miếng. Hí hí hí, chạy nước miếng. Rồi tùy màu nữa. Truyền kể rằng có một chú lính chì và hai hạt dẻ. Ý lộn. Sao mình là hình mấy chú lính chì các bạn. Chú lính Nutcracker là để đập mùa Tây tới Tết người ta ăn hạt dẻ đó. Tết Tây ta ăn hạt dẻ. Ta lấy hồi xưa ta lấy mấy cái hình giống như chú lính chì, ta đập cái hạt dẻ đó ta ăn. Ra nó kêu là Nutcracker. Còn này nó khu rìa rồi các bạn, thành ra là trang trí nó cũng giảm nhiệt. Nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh nhìn nó cũng vui. Này là nguyên một bộ sậu của ông già Noel, nguyên đội hình nè. Đó, ông già Noel rồi mấy người nhỏ nhỏ mình quên tên rồi, người tuyết này nọ rồi nữa. Nguyên đội hình luôn.
giờ mình ghé tạt ngang qua khu trung tâm của New York City, bạn, gần Times Square đó. Mình tạt qua cái là Rockefeller Christmas Tree. Thì cái cây thông này cũng là một những cây thông lớn nhất của New York mỗi năm. Họ trang trí bằng cây thông thật, không phải thông giả. Trang trí rất là nhiều đèn các bạn, công phu lắm. Mà trước cái ngày mình đi mấy ngày đó là mình nghe trong cộng đồng người Việt đồn là có người đốt cây thông ở bên radio á, nhưng mà không phải là cây này, rồi bị bắt, rồi người ta dựng cây giả lên gì đó. Thì đối diện với lại Rockefeller đó mình có cái Fifth Shack Store. Cái tiệm này thì họ bán đồ thời trang cũng là khá khá gọi là mắc tiền mấy bạn. Thì cái tiệm này họ chịu trang trí cái dàn đèn và có âm nhạc. Vì lý do quản quyền mà mình không có thu được âm nhạc lại đây, ở đây cho mấy bạn coi. Nếu mà bạn muốn coi đoạn video clip này mà có luôn nhạc đó thì mấy bạn vui lòng truy cập trang fanpage Vinh Ly viết Capital hết nha mấy bạn. Đó là mình có thu lại cái đoạn này có nhạc cho mấy bạn nghe. Mấy bạn ở xa không có được có dịp đi New York đó thì mình biết được cái truyền thống trang trí Noel của New York nó là sao, nổi nhạc sao, mình đi nên coi ở chỗ nào. Thì cái đoạn nhạc này đó là họ bật cái đèn này đó là khoảng chừng 5-10 phút gì đó, họ bật một lần chắc 10-15 phút lần đó. Thành ra mình cứ đứng dạo ở gần đó mình coi mấy cái cửa hàng trang trí, mình quay trở lại nào thấy bật đèn bật nhạc lên mình quay ra coi. Thì cái đoạn này nó cũng dài lắm à, dài khoảng 3 phút tới 5 phút lần đó chứ không ít đâu. Mà nó có nhạc thì nó hay hơn. Cái nhạc mình nó lồng, nó không có khớp, không gọi là hình tiếng nó ăn không có khớp mấy bạn, thành ra không có hay lắm. Mình thì mình quay lại hai lần, mình quay một cái là góc xiên, rồi chút nữa mình sẽ quay thêm một cái là góc chính cho mấy bạn coi chính diện. Có năm làm cũng hay, có năm làm thì không hay. Năm nay thì làm cái đèn nó hơi truyền thống lại đơn giản mà bạn. Có nhiều năm làm đèn nó hiện đại với lại nó kết hợp chuyển động đèn và âm nhạc á. Nó gây hiệu ứng giống như là mình coi phim cũng đã, cũng mãn nhãn lắm. Năm nay thì cái kiểu trang trí nó có vẻ truyền thống với lại nó khiêm tốn chút xíu. Chứ mọi năm là làm hoành tráng lắm à. Bây giờ mấy bạn còn để ý cái quả tiết này là nó giống dạng lâu đài tuyết mấy bạn. Lâu đài tuyết, rồi mấy cái quả tiết này quả tiết truyền thống, thường nó có hình giống như là bông tuyết của năm mới với lại Christmas ở nước ngoài. Mấy bạn nào coi được tới khúc này mà thấy hay thì vui lòng để lại comment để mình đẩy view cho video clip của mình nha mấy bạn. Với lại mình có động lực làm video clip cho mấy bạn coi sao. Rồi mấy bạn cảm thấy vui lòng hơn nữa thì vui lòng là subscribe cái kênh của mình để mình sớm ngày có thể được trưởng thành cái kênh, được 1.000 người subscribe với lại 4.000 giờ view ha. Để kênh mình có thể được qua trang sử mới. Chứ không là làm kênh mà cứ mấy trăm subscribe, có vài ba ngàn view, vài ba ngàn giờ view rồi nó tinh thần nó xuống dữ lắm các bạn ơi. Không, mình đã coi miễn phí rồi, mình phải giống như là mình khích lại người làm video, dù hay dù dở người ta cũng tốn công mình làm, không
tốn công làm rồi cực khổ đó, tốn cái công người ta cực khổ, mình ủng hộ chút xíu cũng không có mất công mất thời gian mất của mất công mất của gì nhiều. Đó, mấy bạn thấy là tòa nhà này tới 4-5 tầng lận à. Bởi vì cái chiếc xe buýt á, mấy xe chạy qua mấy bạn thấy nhỏ xíu rồi không? Rồi đứng bên đường này quay á, quay đối diện qua mới được. Đó. Nó không có cao, nó thấp à. So lại Rockefeller nó thấp à. Rockefeller là chủ, nó là khách mà. Nhưng mà mình nghĩ là lên đi vô tòa nhà mà nhìn ngược lại cái tòa nhà Rockefeller thì cái cảnh khung cảnh nó đẹp. Nhưng mà nghe nói đồ trong đây bán cũng giá hơi phỏng tay các bạn. Mấy bạn mà đặc biệt có bồ trong dạng trong thời gian tìm hiểu đó, đó à, nhớ ghé qua đây nha. Ghé qua đây gọi là coi như là đóng đinh chắc cột luôn đó. Đó, ở bển là nhìn về cây thông ở Rockefeller là thấy được cái khung cảnh cây thông. Cây thông nó bự lắm á, mà tại tòa nhà nó quá cao đi. Đó, xin chào mấy bạn ha, hẹn gặp lại mấy bạn trong video tiếp theo.